Những ngày này tại làng biển Phú Thọ, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm luôn tất bật cảnh thuyền thúng thả lưới giũ, khai thác tôm hùm giống. Chỉ khoảng từ 3 đến 4 giờ thả lưới giũ, mỗi ngư dân đều có thể bắt được từ 5 đến 10 con. Có thời điểm trúng đậm bắt được từ 70 đến 80 con tôm hùm giống. Tôm hùm giống được mùa lại được giá cao khiến cho làng biển những ngày đầu năm thêm vui và rộn ràng. Thì ở giờ mình đang thả lưới vậy cứ là thằng Đông sáng là mình ra mình giũ à. Ra mình giũ là chứ không có bắt đâu. Ở làm vũ là tự nó từ có nó rớt ra lượm mà tụi mình bỏ vô thổ mình đi về thôi chứ không có gì hết. Trên phía chạp á là vũ được cửa làm 70-80 làm mấy kiếm được 1 triệu mấy vài triệu. Sau khi khai thác, tôm hùm giống được bán ngay tại biển. Tùy theo kích cỡ, tôm hùm sao có giá dao động từ 140.000 đến 250.000 đồng một con, tôm hùm xanh có giá từ 35 đến 37.000 đồng một con. Trung bình mỗi buổi sáng khai thác, ngư dân có thể kiếm được từ 500 đến 800 ngàn đồng. Cá biệt có ngư dân thu trên 3 triệu đồng sau vài tiếng bắt tôm hùm giống. Nghề đánh bắt tôm hùm giống tuy mang lại nguồn thu nhập cao nhưng chỉ duy trì được một khoảng thời gian rất ngắn, thường bắt đầu vào tháng Chạp đến cuối tháng Giêng âm lịch là hết nên bà con tranh thủ khai thác.